Ok, chào mừng các bạn đến với kênh Văn Tới Calisthenics. Trong nội dung của video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để làm sao giảm mỡ phần ngực của bạn một cách hiệu quả và chuẩn khoa học nhất. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung chi tiết của video hôm nay. Và cũng giống với các video trước giờ thì đầu tiên mình sẽ phân tích nguyên nhân cho các bạn trước. Mỡ tích xung quanh ngực của bạn nhiều hoặc ngực của bạn nhọn ra ngoài thì nó có hai lý do. Lý do đầu tiên ít gặp nhưng mà nó lại nặng, đó là bởi vì phần vú của bạn, tuyến vú bên trong nó phát triển nhưng mỡ ở đây phát triển ở nam, vì vậy ở giữa của bạn nó sẽ lồi ra và các phần mỡ xung quanh nó cũng sẽ được kéo theo làm cho ngực của bạn lồi ra ngoài. Trường hợp này tuy là ít gặp nhưng mà khi gặp thì sẽ khá là nặng. Nếu như bạn gặp trường hợp này thì mình khuyên các bạn nên đến bác sĩ để can thiệp dao kéo vào các phần ở phía bên trong. Còn trường hợp thứ hai, đa số các bạn khi xem video này mắc phải, nó do mỡ trên người của bạn nhiều và đồng thời cơ chế tích mỡ trên người của bạn nó lại ưu tiên tích mỡ phần ngực, thành ra ngực của bạn nó sẽ hơi lồi và hơi sệ một xíu, làm cho bạn cảm thấy hơi tự ti về phần ngực của mình, khiến cho bạn cảm thấy mình hơi ít nam tính một xíu. Và về cơ chế ở đây nó liên quan đến là phần nội tiết của bạn. Ở đây thì khi mỡ nó tích nhiều ở phần ngực thì chúng ta để ý thấy là thường ở nữ sẽ có điều này, nhưng nếu như nam mà bị như hiện tại là ở đây thì là do là estrogen trong người của bạn nó hơi nhiều một tí và androgen nó hơi ít. Ở trong trường hợp này thì estrogen nó sẽ đi lên và androgen nó sẽ đi xuống, từ đó mỡ nó sẽ được ưu tiên tích ở phần ngực của bạn, bởi vì estrogen trong người của bạn nó đang hoạt động quá mạnh. Ok, và đó là về phần cơ chế. Giờ chúng ta sẽ đi sâu vào cách để khắc phục nguyên nhân của cơ chế này. Để phá bỏ cơ chế tích mỡ ở phần ngực như khi nãy mình nói thì chúng ta phải tái thiết lập lại trạng thái cân bằng nội tiết trong người của bạn. Và đầu tiên chúng ta sẽ tác động bằng cách thay đổi chế độ ăn của bạn. Ở đây thì mình sẽ chọn rau cải thêm vào chế độ ăn của bạn. Các loại rau cải ví dụ như là bông cải trắng, bông cải xanh hoặc là các loại cải khác thì trong đó đều có pinodon 3 carbinol. Cái này nó sẽ tham gia vào quá trình chuyển hóa estrogen bằng cách nó sẽ điều khiển được cái phần thành enzyme này CYP-B1B. Enzyme này nó sẽ tăng cường chuyển hóa estrogen ở gan, từ đó nồng độ S nó sẽ giảm xuống. Nồng độ estrogen giảm xuống thì tác động tích mỡ ở phần ngực cũng sẽ được giảm đi, nhờ đó mà mỡ ở phần ngực của bạn sẽ phần nào được giảm thông qua chế độ ăn có nhiều rau cải. Như mình đã nói khi nãy thì việc tích mỡ ở phần ngực thì nó chịu tác động của hai thành hóc môn chính. Đầu tiên đó là estrogen, tiếp theo sẽ là androgen và tiếp theo nữa, bổ sung thêm một thành nữa đó là testosterone. Việc tăng testosterone trong người bạn thì nó sẽ giảm tác dụng của thành estrogen xuống. Và lẽ làm sao khi các bạn có một nồng độ test nó cố định rồi, làm sao để tăng tác dụng của nó đây? Thì thứ mà chúng ta cần tác động vào đó là phá các cái ổ khóa khiến cho test của bạn không hoạt động. Trong cơ thể của bạn á, là test nó đang lưu thông tự do, ví dụ như thế này đi, 2-3 thằng test nó lưu thông tự do như thế này. Nhưng đồng thời trong cơ thể của bạn á, nó cũng sẽ có một số cái loại gọi là protein. Các loại protein này nó sẽ liên kết với lại thằng test này, nó khiến cho thằng test này không hoạt động. Với cái lượng SHBG này càng lớn á, cái lượng này lớn á, thì cái mức độ khóa của nó sẽ càng nhiều phân tử test nó bị khóa lại, thì là gọi là cơ thể của bạn nó càng giảm cái mức test thì estrogen nó sẽ hoạt động càng mạnh. Ok, chúng ta hiểu là như vậy. Giờ phải làm sao để phá các thằng này đi? Muốn phá thằng này đi á, thì chúng ta sẽ bổ sung các thứ mà nó sợ gì. Đầu tiên nó sẽ sợ vitamin D. Thứ tiếp theo mà nó sợ sẽ là magie. Thứ tiếp theo nữa mà nó sợ sẽ là kẽm. Việc bổ sung đủ ba cái này thì sẽ làm giảm nồng độ của SHBG, từ đó cái nồng độ testosterone trong người của bạn nó sẽ tăng lên. Khi nồng độ testosterone tăng thì mức độ nam tính của bạn sẽ cao lên và cái mức độ tích mỡ ở phần ngực sẽ giảm xuống, vì test này nó đối nghịch với lại thằng S, nó đối nghịch với lại thằng estrogen, nó gây ra cái tác động ngược lại so với estrogen. Mà estrogen tính là thằng mà khiến cho bạn bị tích mỡ ngực, mà thằng mà đối lập với nó thì nó sẽ gọi là tiêu mỡ trên toàn bộ cơ thể của bạn và tiêu mỡ ở cả phần ngực nữa. Ok, và thêm một số bổ sung nữa là SHBG nó tăng khi nào?
Chính cái ổ khóa này nó tăng khi nào? Ổ khóa này nó tăng khi mà bạn nhậu nhiều. Khi mà bạn nhậu nhiều á thì SHBG nó tăng lên cao. Các bạn để ý là mấy người mà nhậu nhiều á thì thường họ sẽ có bụng bia, thường á tục của họ sẽ lồi ra. Đây cũng chính là cái lý do khiến cho họ bị lồi cái phần ngực ra đó. Và họ nó sợ, và khi bạn lười vận động thì SHBG của bạn cũng tiếp tục tăng. Khi bạn lười phơi nắng thì SHBG của bạn cũng tiếp tục tăng. Vì vậy cần phơi nắng để bổ sung đủ vitamin D, hạn chế nhậu, đồng thời bổ sung đủ kẽm, magie. Kẽm magie bổ sung như thế nào? Kẽm thì bạn có trong thịt bò, và cái mầm đậu nành thì cũng có kẽm. Còn magie thì trong đa số các loại rau và rau cải thì nó cũng có magie. Ok, xong cơ chế thứ hai. Nãy giờ thì chúng ta nói về cái trạng thái cân bằng ban đầu của ba cái thành hóc môn khiến cho bạn tích mỡ ở phần ngực. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái phần chuyển hóa của nó. Các cái phần hóc môn này, các phần hóc môn nội tiết trong người của bạn, nó chuyển hóa trong phần gan của bạn. Khi gan của bạn khỏe thì nó sẽ tạo nên cái trạng thái cân bằng cực kỳ vững chắc, không có thể bị gọi là lung lay như khi nãy được. Cái việc lung lay thì nó khiến cho ngực của bạn tích mỡ như mình nói khi nãy. Giờ làm sao để gan của bạn khỏe hơn thì chúng ta phải tránh cho nó bị ngộ độc. Thường gan của bạn nó sẽ bị ngộ độc bởi carbon tetrachloric. Cái thằng này nó sẽ khiến cho gan của bạn yếu đi. Và làm sao để cho gan của bạn đào thải được thằng này ra ngoài thì estrogen nó cũng sẽ được đào thải ra ngoài nốt theo luôn. Thì chúng ta sẽ bổ sung hai cái thằng axit amin có lưu huỳnh ở đây. Hai thằng axit amin này các bạn bổ sung ăn vô. Các bạn làm sao để nạp hai thằng axit amin này vô người của bạn thì cái thằng carbon tetrachloric sẽ được đào thải, gan của bạn sẽ khỏe hơn. Từ đó cái cân bằng nội tiết trong người của bạn sẽ vững chắc. Tính nam giới của bạn sẽ được gọi là đẩy lên cao nhất, và mỡ trên ngực của bạn nó sẽ không tích nữa. Nhưng mà làm sao để bổ sung hai thằng axit amin này, nhìn nó phức tạp quá. Thì cái thứ mà nó nhiều nhất á thì là táo xanh. Cái táo xanh á thường thì bữa nay nó bán là dạng thực phẩm bổ sung, dạng bột, nên các bạn hoàn toàn có thể mua được. Còn cách mà mình thấy đơn giản nhất là các bạn bổ sung các loại thịt của mấy con liên quan đến lại là ếch. Còn ếch, các bạn bổ sung thịt ếch, các loại động vật lưỡng cư thì chủ axit amin của nó giàu mấy thằng này. Hoặc là mấy thứ mà gọi là rắn mối rồi, mấy cái thứ đó nó lại giàu lưu huỳnh. Mấy thịt đó nó giàu lưu huỳnh, thành ra khi chết nó rất là thối luôn, bởi vì lưu huỳnh nó biến thành HAS cực kỳ thối. Hoặc là đơn giản các bạn bổ sung trứng là cũng được. Trứng thì trong thành phần của nó chủ axit amin vẫn có mấy hình này, có lưu huỳnh bên trong, thì gan của bạn nó sẽ khỏe. Từ đó thì nó sẽ đào thải được hình này như mình nói khi nãy. Nồng độ estrogen trong người của bạn nó sẽ về trạng thái cân bằng, không cần mắc, không có còn mắc cân bằng như nãy giờ mình nói nữa. Cái việc mắc cân bằng chính là cái nguyên nhân khiến cho ngực của bạn nó bị tích mỡ. Thì giờ tái tạo việc cân bằng bằng cách bổ sung thịt ếch, thịt rắn mối, bổ sung thêm trứng thì ngực của bạn nó sẽ không tích mỡ nữa. Nãy giờ thì chúng ta nói về những thứ cao siêu, cân bằng này, cân bằng kia, chuyển hóa và hóc môn đồ này nọ. Giờ chúng ta sẽ nói về những thứ bình thường hơn, đó chính là về việc ăn kiêng. Cái việc ăn kiêng nó sẽ khiến cho người của bạn giảm mỡ toàn thân luôn. Cái việc ăn kiêng nó giảm mỡ toàn thân trên người của bạn thì ngực của bạn nó cũng sẽ giảm theo. Mỡ giảm, ngực cũng sẽ giảm và tất cả các phần khác cũng sẽ giảm. Từ đó thì bạn sẽ không có cái mối lo là tích mỡ ở phần ngực nữa. Ví dụ như mình ở đây, khi mà cái độ khô trên người của mình nó đã đạt tới một trạng thái nhất định rồi thì đâu có còn mỡ nó tích nữa đâu. Đặc biệt là phần ngực của mình nó cũng chả có còn nhiều mỡ nữa, phần lưng bụng cũng vậy. Nói chung việc ăn kiêng cực kỳ quan trọng, nó sẽ giúp cho bạn giảm mỡ, từ đó giảm mỡ trên toàn bộ cơ thể của bạn và ngực của bạn cũng sẽ được giảm mỡ theo. Ok, nhớ ăn kiêng. Và giờ làm sao để ăn kiêng? Nói chung một video như thế này thì mình phải hướng dẫn các bạn cách làm. Đó là trong một chế độ ăn hàng ngày các bạn, ví dụ như đây là một bát cơm thông thường thì các bạn hãy cắt 20% cái lượng thức ăn cũng như lượng cơm bạn ăn vào hàng ngày. Bạn chỉ ăn lại khoảng 80%, 20% này nó đi ra thì nó sẽ giúp cho các bạn giảm cái lượng năng lượng đi vào. Từ đó cái lượng năng lượng đi vào nó ít hơn cái lượng năng lượng đi ra thì mỡ của bạn nó sẽ được giảm xuống. Đây là cái cân bằng năng lượng trong cơ thể của bạn. Ok, nhớ ăn kiêng, cắt 20% trong chế độ ăn hàng ngày của mình, giảm lượng thức ăn mình ăn lại, giảm lượng cơm mình ăn lại. Như vậy bạn sẽ nhanh chóng giảm mỡ và giảm mỡ toàn thân khiến cho ngực của bạn cũng không được tích mỡ luôn.
Và sau khi chọn một chế độ ăn cực kỳ tốt cho mình để giúp giảm mỡ trên toàn bộ cơ thể của bạn, thì tất nhiên các bạn phải có việc luyện tập. Việc luyện tập, các bạn luyện tập thường xuyên thì nồng độ testosterone trong người của bạn nó cũng sẽ được nâng cao lên luôn. Ví dụ như ở đây, nếu như bạn giảm mỡ trên ngực của bạn xong mà bạn không có tập ngực đi chẳng hạn, thì ngực của bạn sau khi giảm thì nó sẽ biến thành một cái mặt phẳng luôn. Như vậy thì không hề tốt và nó không hề thẩm mỹ tí nào hết. Cái việc tập các bài tập thông thường nó sẽ giúp cho bạn xây dựng cơ bắp toàn diện cơ thể của mình, tăng nồng độ testosterone lên, và đồng thời sau cái quá trình giảm mỡ này á thì người của bạn nó sẽ đẹp chứ không phải là nó khô khốc hoặc là nó phát luôn. Ok, tập luyện chăm chỉ giúp cho bạn xây dựng cơ bắp. Sau khi giảm mỡ xong, ngực của bạn nó sẽ gọi là hết nhô ra. Thay đổi chế độ ăn của mình để giảm mỡ, tăng cường giảm mỡ ở phần ngực, xây dựng cơ bắp một cách toàn diện. Và một số lưu ý như sau, đó là khi tập phải tập các phần cơ lớn, chú trọng vào tập phần cơ lớn chứ không phải là chỉ tập huyết đắc không. Cái việc chỉ tập huyết đắc không á, nó sẽ chỉ tác động vào phần vai, tay cũng như là phần ngực của bạn thôi. Tuy là nó sẽ giúp cơ ngực của bạn phát triển nhưng mà nó sẽ không có hiệu quả cao so với cái việc á, là bạn sẽ tập full body. Tức là một ngày bạn sẽ tập thân trên, một ngày bạn sẽ tập thân dưới. Với những người mập thì mình khuyên các bạn tập theo cái chế độ này thì bạn sẽ nhanh chóng giảm mỡ, xây dựng cơ bắp của mình một cách hoàn thiện. Hoặc là tập full body luôn, tuần 3 cho đến 4 buổi. Ok, nó là như vậy. Và nhớ lưu ý phần cơ chân. Bởi vì phần cơ chân nó sẽ giúp cho các bạn giải phóng ra một lượng năng lượng lớn nhất, bởi vì nó chiếm đến 50% tổng lượng cơ trên ngực bạn. Đồng thời việc tập chân thường xuyên nó cũng sẽ giúp cho bạn tăng cường nồng độ testosterone. Ok, và giờ mình sẽ tóm tắt lại những gì các bạn cần làm. Đầu tiên đó là thay đổi chế độ ăn của mình. Chế độ ăn của bạn thì cần đầu tiên là cắt giảm calo, giảm 20% trong cái tổng lượng thức ăn bạn ăn vào ngày, từ đó nó sẽ giảm mỡ toàn thân, khiến nhân ngực của bạn cũng giảm theo. Tiếp theo là thay đổi khẩu phần thành phần ăn trong người hàng ngày của bạn, đó là ăn rau cải. Ăn rau cải để tăng cường cái chuyển hóa ở thông qua enzyme ở gan đào thải ép ra ngoài, giảm làm cho estrogen trong người của bạn giảm xuống. Tăng cường các loại chất xơ, tăng cường các loại chất xơ thì nó sẽ giảm thằng SHBG xuống. Thằng SHBG giảm xuống á thì thằng test nó sẽ tăng lên. Và tiếp theo sẽ là bổ sung các thằng, ví dụ như là ít trứng, để bổ sung các loại axit amin có lưu huỳnh. Các loại axit amin có lưu huỳnh này sẽ giúp cho các bạn giải độc gan, làm cho gan của bạn khỏe lên. Gan khỏe lên á thì nó sẽ giúp cho là S cũng đi ra nhanh hơn, làm cho estrogen trong người của bạn cũng đi ra nhanh hơn. Nói chung mục tiêu của chúng ta đó là làm sao để giảm tác dụng của estrogen xuống, tăng tác dụng của testosterone và các hormone nam giới khác trên người bạn, khiến cho người bạn không được cái gọi là khuyến khích tích mỡ ở phần ngực. Và tiếp theo nữa cần kết hợp với lại một chế độ tập luyện. Việc tập luyện nó sẽ giúp cho bạn tiêu thụ năng lượng, từ đó nó sẽ giảm mỡ trên ngực của bạn. Đồng thời là bởi vì chúng ta đang có mỡ ở phần ngực, nếu như các bạn giảm xong mà ngực của bạn nó lép luôn á thì quá uổng, nên chúng ta phải tăng cường tập luyện. Khi các bạn giảm xong thì bạn có một khối cơ to nhất định lên người, giảm xong đẹp luôn, vậy nó mới gọi là hoàn hảo. Ok, chúc các bạn tập luyện hiệu quả và giảm mỡ thành công ở phần ngực của mình. Tạm biệt và hẹn gặp lại.